Hôm nay mình giới thiệu với anh em một cây khoan bàn MoBeck 2. Cây này thì là nó là khoan vừa khoan cơ và khoan tự động. Đây, cây này là Kitagawa, nó là Martin Japan. Có bây giờ là nó là điện của nó là điện motor, động cơ của nó là 3 pha 200. Là mình bây giờ mình đã lắp cái biến tần vô. Còn ở đây nó có hai con khởi để đảo chiều. Là mình có cái clip để anh em khi thấy nó đảo chiều bên trong luôn. Bên đây là cái công tắc này là công tắc tự động nè, đang gạt xuống là tự động nè, còn gạt lên là công tắc cơ. Còn thằng này là off on mở. Bên đây cái tay này là cái tay để mình sử dụng chế độ nhanh chậm. Còn này là khóa lốc, còn này là tăng đưa. Ở đây thì pulley này là mình đang gắn có chế độ nhanh chậm nữa. Tôi nhanh tùy mình sắp cái dây pulley. Còn ở đây mình bơm ở bò mình nuôi nhông cốt ở trong. Còn ở đây là mình có một cái đường nhớt trong cái bộ nhông số bên trong phía dưới này nè. Là tại vì phía dưới nắp này nó có cái đường găng rồi nè, là đường ngăn cũng có má nắp ở trên, nó chồng xuống nguyên bộ nhông hộp số nhanh chậm trong này là tự động nằm trong này. Dưới này hết mình phải xài phải chăm nhớt như nhớt của lốc máy gì đó. Còn ở đây là cái tay gặt hai tay. Bên đây thì cái tay này mình chưa có nghiên cứu được là cái chi tiết gì. Nó đây là nó river nè, nó 0.09 nè, 0.16, 0.22, mình chưa có thử nó. Bây giờ mình bật thử cho anh em xem cái máy chạy. Ở đây mình chỉnh tốc trên dây coro được, mình chỉnh tốc trên biến tần được luôn. Ví dụ như mình chỉnh biến tần đây, mình chỉnh đây. Còn mình tăng lên biến tần nè. Rồi chế độ, nếu mà mình xài chế độ khoan tự động thì mình chỉ cần gặp. Cái này mâm này thì mâm tròn, mình xây tròn được, mình siết lóc mâm dưới này được luôn. Ở đây mình có tay quay tăng đưa lên trên mâm được, còn tay lóc mâm thì nó vẫn còn bình thường, còn đủ đồ full đồ luôn. Nói chung con này là zin hết toàn bộ. Anh em về xài biến tầng thì là mình lắp cái biến tầng mình lên trên vách tường thì nó ổn định hơn, nó không có rung lạc và giặt trên cái máy của mình đó. Ở đây thì cái máy này cho anh em, những anh em mà xài khoan tự động hay là sấy xúc bắp hay là phay vớt vấn đề gì đó, là anh em có việc anh em xài. Thợ máy xương sửng tiện thì cần có con này rất là nhiều. Con này thì nó cao, khoan bà khoan này mình cao 1m2, trọng lượng nó nặng gần 200kg. Khi nó khoan gần hết độ sâu là bắt đầu nó trả về tự động lại, nó trả cái chiều ngược chiều luôn. Cái này khi mà mình gạt cái tay qua đây là mình xài khoan, khi nào mình gạt cái tay về đây là mình khoan tay nè, khoan cơ nè đó. Khi mình gài xuống ở đây mình trả lên là đảo chiều nó rút mũi khoan lên cho anh em không có bị kẹt cái mũi khoan á, mình chỉ cần trả lên là nó chảy nè. Rồi anh em nào có nhu cầu sử dụng này thì liên hệ mình, xin cảm ơn.